Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một dự án mới ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với giá chào bán cực kỳ rẻ, chỉ từ 1 tỷ 330 triệu thôi ạ. Một lô nhà mà có diện tích là từ 35m² trở lên và xây dựng là 4 tầng. Hiện tại em đang đứng trước cửa của một ngôi nhà có giá chào bán là 1 tỷ 360 triệu. Mời mọi người cùng theo em nhé. Đây ạ, đây chính là trước cửa của ngôi nhà. Cửa của ngôi nhà thì là được, cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế là hai lớp cửa. Lớp cửa ngoài là cửa sắt hộp, sơn tĩnh điện và cửa bên trong là cửa kính. Xin mọi người vào phòng khách. Cái căn nhà này thì lại được thiết kế bởi vì là cái lô đất là theo cái chiều sâu cho nên là thiết kế rất là hợp lý, một phòng khách riêng biệt và một phòng bếp riêng biệt. Nếu như mọi người đã từng theo dõi kênh của em, từng theo dõi một số nhà của bên em quay thì sẽ thấy rằng là căn nhà này nó có sự khác biệt hơn một chút, nó có phòng khách riêng, phòng bếp riêng đấy. Mọi người quan sát luôn, đây hiện tại em đang đứng ở vị trí là phòng khách của ngôi nhà, thì là phòng khách của ngôi nhà rất là rộng rãi. Được trang bị là hệ thống đèn led cũng như là điện rất là đầy đủ rồi. Thì mọi người có thể quan sát luôn là có an tổng của ngôi nhà đây ạ. Đây ạ. Và đây chính là sang phòng khách của ngôi nhà. Với cái thiết kế của cái ngôi nhà này thì lại rất là hợp lý và phù hợp với để một bộ bàn ghế riêng biệt so với lại bộ bàn ăn ở trong tầng ở trong phòng bếp ở trong đây. Thì đây là phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhé. Đây chính là gian bếp của ngôi nhà, rất là rộng rãi và ấm cúng, có thể đặt một bộ bàn ăn ở đây được, hợp lý với lại một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con. Mọi người có thể quan sát luôn là tủ bếp bọn em đã lắp đặt sẵn sàng rồi, mọi người có thể về sử dụng luôn, có thể dọn đồ đến có thể ở ngay được. Đã lắp đặt hệ thống bồn chậu rửa bát đấy. Cái hệ thống bồn chậu rửa bát này thì đều là cái hàng xuất 304, hàng liên doanh nha mọi người. Còn tủ bếp thì đặc biệt là làm bằng gỗ lim nam phi rất là chắc chắn, kiên cố. Mọi người có thể nhìn thấy luôn là bọn em thiết kế rất là chi tiết những cái đấy, ví dụ như là để đây là gian là để bát đĩa các thứ rất là thoải mái, rộng rãi. Và ở dưới đây là gian dưới của căn bếp này thì là có thể để được so nồi niêu chảo. Nói chung là rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ, mà cái giá thì lại quá là ưu đãi và giá là rất là hợp lý với lại một cái diện tích như này. Mời mọi người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà nhé, để khám phá theo tầng 2 có gì nào ạ. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế với lại hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy. Có đèn cầu, đèn ở chỗ cầu thang. Đây là một phòng ở trên tầng 2 thì là cũng có cửa sổ, cửa thông phòng, có lan can rất là hợp lý nhá. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn điện đều được lắp đầy đủ ở tầng 2, cũng như là gạch lát phòng thì là đấy, mọi người có thể quan sát luôn là gạch 60-60 granite loại A1 rất là chuẩn chỉnh. Đấy, tiếp tới là phòng thứ hai của ngôi nhà. Đây ạ, phòng thứ hai của ngôi nhà rất là rộng rãi, có cửa thông phòng và cửa sổ đều là được bằng nhôm kính, nhôm hệ nha mọi người, nên là rất là chắc chắn. Đấy, mọi người có thể quan sát là cái ánh sáng vào trong phòng rất là sáng ạ. Mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế với hai phòng y như tầng 2, cũng là hai phòng và một phòng vệ sinh. Đó, mọi người thấy đặt đầy đủ công tơ điện, công tơ nước theo quận Hà Đông nha mọi người, nên mọi người có thể yên tâm luôn ạ.
phòng tầng 2 và phòng tầng 3 là như nhau. Tổng cộng trong nhà là 4 phòng mọi người nhé. Nên là mọi người có thể đủ những cái công năng của ngôi nhà có thể đủ dùng với lại một hộ gia đình từ 4 đến 6 người nhé mọi người. Tiếp theo anh mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Thì đây là tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì lại được thiết kế cũng rất là khác biệt. Mọi người nhìn tầng 4 ngôi nhà chưa ạ? Rất là thoáng. Xung quanh của ngôi nhà đều là nhà cao tầng, đều là rất là nhiều cây xanh, thoáng đãng. Mời mọi người xem đây ạ. Đây là vị trí sân phơi để máy giặt cũng như là vòi để vào đầu máy giặt đấy mọi người. Cái vị trí ngôi nhà này em xin nhắc lại nha mọi người, vị trí ngôi nhà này là thuộc phường Liên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, có diện tích là 35m² và giá chào bán là 1.360.000.000. Và cái vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 của Yên Nghĩa, rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa cũng như là cách bến xe Nghĩa chỉ 3.5 km thôi. Mọi người muốn xem nhiều hơn nữa cũng như là xem qua video của em, nếu như thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em, chia sẻ cho mọi người cùng biết để mọi người có thể cập nhật nhiều thông tin chi tiết hơn. Thì có thể liên hệ trực tiếp với em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0440888041444 em Ánh, em sẽ tư vấn nhiệt tình với mọi người ạ. Và tất cả, em xin nhắc lại luôn, tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ riêng biệt, sổ đỏ chính chủ riêng biệt, không chung đâu ạ, đều là một dự án nhưng mà đều sổ đỏ riêng, có hỗ trợ cho vay vốn ngân hàng nha anh chị nhá. Thì là em xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua.